Xin kính chào các quý vị. Vâng, chơi audio thì ai cũng biết, với những bản nhạc trữ tình, nhạc gia, nhạc cao truy, nhạc đồng quê thì với những nhiều dòng loa khác nhau đều có sự thể hiện khác nhau. Nhưng đặc biệt dòng tannoy thì lại có một cái sự thể hiện rất là khác biệt. Với nhiều người chơi audio thì cũng sẽ có rất nhiều năm kinh nghiệm để chơi và luôn nói dòng tannoy là một dòng dễ đánh. Nhưng ngược lại với tôi thì từ ngày làm việc trong giới chơi audio cũng vậy. Và hiện tại đến bây giờ đang đứng trước một cặp loa Canterbury đến từ hãng Tannoy thì tôi thấy vô cùng khó khi đánh được cặp này ra đúng tiếng chất của nó. Vậy tôi đã ghép từng rất là nhiều những dòng âm ly khác nhau, nhưng tựu chung lại thì vẫn cảm thấy đâu đó có một gì đó nó vẫn còn hơi thiếu và khiếm khuyết. Và hôm nay tôi cùng các bạn sẽ cùng có một sự trải nghiệm thật của dòng loa Tannoy đến cùng với cả các vũ công đến từ hãng Acouphe, đó là những quý ông lịch lãm. Như dòng Tannoy Canterbury này thì ai cũng biết, với độ nhạy 96 dB và giải tần thì từ 28 Hz đến 27 Ki và trở kháng cho 8 ôm thì nói vậy thế thôi thì thật ra thì rất là dễ đánh. Nhiều người thì người ta còn khuyến cáo công suất âm ly chỉ cần có 30W đến 200W thôi là đã ra đủ năng lượng cho cặp loa này rồi, nhưng hoàn toàn là không phải. Như các bạn nhìn thấy thì cặp loa này thì nó được sở hữu một cái bát 38/5 và nó quan trọng hơn nữa đó là loa đồng trục. Và hiện tại cặp loa này thì nó lại có cái độ đậm và độ dày và cái chiều sâu của cặp loa này nên có thể tích khí của nó là tương đối là nhiều. Và cái quan trọng ghép phối ghép nó như thế nào thì nó mới là hay, thì chúng ta cùng phải quay sang Acouphe. Đây là một hãng audio nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Khi Acouphe được ra đời thì cái sự hình tượng và cái sự biểu tượng chung của hãng đó chính là một màu vàng gold sâm banh. Các bạn nhìn thấy từ trên xuống dưới này nó tuyệt đẹp luôn. Và chúng ta sẽ đi xuyên suốt luôn từ dưới luôn. Đó chính là bộ cơ Stanbox 950. Với cơ Stanbox này thì tôi nghĩ đánh giá đây là một trong những bộ cơ được trên thế giới đánh giá rất cao, vì cái tính hoàn diện và hoàn thiện của nó rất là chuẩn ở cái chỗ là cái sự êm ái của cái bộ cơ này. Với bộ cơ này thì nó được sử dụng hai biến áp nguồn và 10 tụ nguồn rất là chất lượng để có một cái sự tĩnh lặng ở trong âm thanh, và cái đó là một cái điều tối quan trọng khi nhận tín hiệu đầu vào. Và phần thứ hai nữa là phần DAC. Với phần DAC này thì bộ giải mã của nó thì nó sẽ có 8 mạch song song, và cái phần giải mã của nó thì nó sẽ được sử dụng hai chip giải mã, đó chính là 9018ES. Và cái bộ giải mã này thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong yếu tố của hệ thống mạch của 8 mạch trong song đó thôi, vì 8 cái mạch này nó mới là thực sự nó là một linh hồn của cái bộ giải mã DAC này. Và với bộ bơi DAC này thì được đánh giá là một trong những bộ DAC giải mã rất cao, vì nó có lấy các tần số mẫu của đĩa CD hoặc SACD và nó được giải mã ra ở các cái tần số chất lượng cực kỳ là hoàn hảo. Nhưng tựu chung lại nó vẫn là cái chất lượng các linh kiện điện tử bên trong ấy. Thì hãng Nhật của hãng Acouphe này đã đưa ra cái tiêu chí, tức là đã chọn linh kiện điện tử là những loại tiêu chí ở dạng tốt nhất và hoàn hảo nhất. Nên khi chúng ta sẽ nhìn thấy trên này nó sẽ có các cổng vào. Đây là cổng USB và đây là cổng optical và các cổng coaxial, và đây là chính là cổng HS-Link, tức là đây là cái cổng riêng của hãng người ta phối gấp cho các bạn một bộ dây, tức là phối sẽ từ cơ Sunspot lên trên cái phần DAC này. Còn về phần cơ Sunspot này thì như các bạn nhìn thấy ở cái phía dưới này thì nó cũng đơn giản, đó là chỉ là nhận tín hiệu mẫu của tần số lấy của CD và SACD, nhưng mà cái bộ cơ khi ra vào thì các bạn sẽ thấy nó sự khác biệt. Nó rất là êm ạ. Đó. Các bạn ngồi đây gần và mic của tôi để rất sát đây luôn, nhưng các bạn gần như không nghe tiếng động và không nghe thấy tiếng cái tiếng zip đĩa của cái tiếng chạy đĩa luôn. Đó, lên cái bộ cơ này thì hoàn toàn là thực sự là chắc chắn. Và với cái sự đồng bộ từ trên xuống dưới từ cái màu sâm banh này thì các bạn sẽ thấy ở trên này sẽ được sử dụng thêm một cái loại lớp gỗ đặc biệt, tức là gỗ quý của người Nhật, và sau đó người ta sẽ sơn bóng cái lớp gỗ lên, vì đây đều là những phiên bản rất đặc biệt và nó có giá trị rất là cao và rất nhiều tiền cái hệ thống này. Còn quay lại thì trái tim bộ dàn thì chính đây chính là con Pre C3850. C3850 này thì được nổi tiếng với cái trình độ làm, và đây là chính là bản kỷ niệm 45 năm thành lập hãng. Và cũng dựa trên cái nền tảng của những bộ reference của hãng thì các bạn sẽ nhìn thấy cũng là lại là một cái tấm gỗ ở phía trên này, nhưng mà bên này chỉ sẽ có hai cánh tản nhiệt ở bên này. Vì trong này là riêng là Pre thì mọi người sẽ bảo không sinh ra nhiệt, nhưng mà vì đây là nó là ở định dạng theo những mạch thuần class A nên nó sẽ có sinh ra một cái giải nhiệt tức là tương đối là nóng. Nhưng ngược lại thì lại chất lượng âm thanh thì lại đến cho cái người nghe đến cái sự viên mãn và cái độ tĩnh lặng và độ sạch sẽ. Thì khi nói đến dòng C3850 này, đầu tiên thì người ta phải nói đến cái volume của nó. Vâng, volume này thì nó chính là cái volume là AAVA, tức là Acouphe Analog Very Gain Ampli
Khi người ta nói đến cái dòng này thì người ta sẽ nói đến trong này nó sẽ có là, tức là khi nhận tín hiệu từ đầu DAC nó sẽ được chuyển qua hiệu điện thế, tức là điện thế bằng dòng điện thế thì người ta sẽ chuyển qua đây và nó sẽ phân cấp ra là 16 cấp khác nhau và sẽ dùng chip odd-on chip để người ta sẽ giải quyết vấn đề về cái volume tăng nhạy là của volume này. Và khi cái volume này sẽ giảm lên giảm xuống để làm gì? Để người ta sẽ làm cái trở kháng luôn luôn nó được sự ổn định. Và cái sự ổn định này thì nó sẽ không sinh ra những cái tạp nhiễu nền của ratio. Tức là đấy là chính là một cái mà con pre này nó đã làm được. Và cái hay hơn nữa là khi con pre này làm được thì nó sẽ được sử dụng, tức là hai kênh đấu độc lập song song với nhau và được hoàn toàn sử dụng theo cách độc lập. Và từ phần nguồn đến phần xuất âm ra và giải quyết vấn đề về âm thanh thì đều được sử dụng một chất lượng hoàn hảo như vậy. Nên chính vì thế nó mới được đặt ra là một trong con reference rất là hay là 3850 đến từ Acouphase. Đó như các bạn nhìn thấy. Và bên đầu bên này thì là đấy là những cổng suộc vào. Nhưng khi bây giờ tôi sẽ ấn ở cái nút này ra để cho các bạn nhìn thấy những cái nút tinh chỉnh ở trong này. Như các bạn nhìn thấy nó đưa cái module này ra trầm cũng rất là trầm, thực sự là cũng tương đối là nguy hiểm đúng không? Trông rất là gồ ghề đúng không? Đây là những cái nút chỉnh output, nút chỉnh gain, nút chỉnh ba lần, nút chỉnh complex. Và đây là đường phone. Và các đường dưới này thì đều là nút chỉnh. Và qua đây thì chúng ta cũng sẽ thấy có sự chỉnh chọt là nó thêm có một cái phần để chi tiết thêm. Và nó giải quyết vấn đề EQ được chất lượng hơn và tốt hơn và hoàn hảo hơn. Đó là một trong những pre mà tôi đánh giá rất là cao về chất lượng. Vì lúc trước tôi đã từng thử với dòng này, tôi xem cái tỷ lệ tạp nhiễu nó tăng bao nhiêu. Tức là tôi không cho đĩa CD vào. Bây giờ tôi bỏ đĩa CD ra, coi như là tín hiệu đầu vào thì không sử dụng đến, và sau đó tôi đóng đĩa này vào và tôi là kết nối cùng với cả con power omni, nhưng mà tôi vặn volume to lên. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái sự ù xì với nhiều người hay nói là noise tạp nhiễu ở trong cái phần loa này, mà đây là một đôi loa độ nhạy cực cao, nên chính vì thế cái độ tạp nhiễu nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà gần như tất cả mọi tiếng đều không có một tiếng nào, nên phải nói là cái chất lượng linh kiện điện tử của con pre này đều nó là một sự hoàn hảo của con 3850 này. Đó cũng là chỉ là một cách thử nhỏ để các bạn biết xem cái độ tạp nhiễu nó đến đâu thôi. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cùng phải quay lại. Đó chính là con A80 Class A này. A80 Class A này là chính là bản kỷ niệm 5 năm thành lập hãng. Và đây là một power. Và power này thì nó là power stereo. Lên trông nó hơi khủng khoằm. Và mạch Class A thì khi các bạn bật lên và dùng qua một thời gian tầm khoảng từ 2 tiếng đổ lên thì các bạn sờ đây rất là nóng. Cảm giác như là các bạn sẽ giật mình khi thấy nó nóng như này, thì không hiểu là linh kiện điện tử bên trong là như thế nào. Nhưng mà thực sự mà các bạn, đây lại là một trong cái điều thú vị nhất của cái mạch chơi mạch Class A này. Vì mạch Class A này cho thứ âm thanh gọi là thuần khiết nhất, tinh khiết nhất, trong trẻo nhất, và độ tĩnh nền thì là tốt nhất. Nói vậy thì nó cũng phải dựa trên các nền tảng nào thì tôi mới nói vậy. Vâng, nó sẽ được sử dụng 10 cặp xò MOSFET cho hai kênh. Và biến áp nguồn và biến áp xuất âm của nó thì nó sẽ được dùng ở trong cái chất lượng là chơi được cái tức là cái biến áp xuất âm. Và vào biến áp nguồn của nó thì đó là dùng siêu cao. Tức là đây là một trong những cái hệ thống mà làm cực kỳ chất lượng. Và với dòng này thì khi nói đến cái hệ thống của con PAL này thì chúng ta sẽ thấy là nó là rất là thuận tiện, là nó sẽ chơi ở định dạng 65W cho trở kháng 8 ohm và 130W cho trở kháng 4 ohm và 230W cho trở kháng 2 ohm. Nhưng mà nó còn kinh khủng hơn nữa là lên tới tận 520W cho trở kháng 1 ohm, tức là rất ít có một hãng âm ly nào mà dám sản xuất ra âm ly để xuống trở kháng 1 ohm. Thì các bạn hỏi là trở kháng 1 ohm thì có đôi loa là xuống đánh đấy không? Không, đấy là nó thể hiện cái tiếng trầm dày, tấm chứng trầm sâu, để nó thể hiện được cái thế mạnh và cái lực mạnh của con power này. Vì đó chỉ có những cái hãng mà người ta rất là chăm chút về linh kiện điện tử thì người ta mới có thể làm được cái trở kháng 1 ohm xuống được như vậy. Và chỉ có những hãng lớn, gần như là các hãng của Đức hoặc của Thụy Sĩ làm được thôi. Và bây giờ thì có thêm một hãng Acouphase đến từ Nhật này cũng đã là thành danh với cái cục power này. Và cục power này thì như các bạn nhìn thấy là khi ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có một cái sự codec rất là hợp lý, hợp tình và cái tạo điều kiện cho người chơi hết. Đấy là những cái đường master, tức là cái đường chỉnh. Và đây là chính là đường các cái chỉnh mà để biết được watt ở trên này chơi nó là bao nhiêu. Và đây là chính là master và đồng hồ. Và trong cái này thì khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy cái sự hoàn thiện của nó hơn nữa, là với màn hình LED nó rất là rộng và cái độ đẹp của hãng Acouphase. Và đây là một trong những cái bộ đôi mà lâu lắm rồi thì khi chúng tôi làm kỹ thuật phiên hà thì được mới có điều kiện được tiếp xúc. Vì trước đây là khi cứ có PAL thì nó lại thiếu mất con pre hoặc thiếu con CD. Nhưng duy nhất có năm 2024 này chúng tôi về được một bộ complex nguyên như thế này để hướng tới, để dành cho các quý vị nào yêu dòng nhạc trữ tình, yêu dòng nhạc bolero và yêu dòng nhạc jazz thì hãy đến thiên hà và trải nghiệm ngay bộ đôi này. Còn bây giờ âm thanh âm nhạc sẽ dành cho các quý vị. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô,
như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuốn đò mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua đó. Mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dâu giăng kín phố dài. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in the vâng. Hôm
hôm nay trong chương trình đặc biệt này thì tôi rất là thích một cái đĩa CD Hà Nội riêng tôi của Vũ Thắng Lợi, của cặp một ca sĩ này. Với tôi thì với giọng hát này của anh thì tôi thấy nó rất là da diết, trầm ấm. Và cái quan trọng nhất là những lúc mà luyến lấy âm thanh để được lên, để thể hiện được đúng cái chất âm của nó, thì bộ dàn này nó đã làm được một việc còn hơn tôi mong đợi. Và đây trong là trong những bộ dàn mà tôi đánh giá rất là cao ở trong công phân khúc của nó là trên cả hai end rồi. Đó, nên chính vì vậy các bạn hãy nhớ đến Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người âm nhạc. Và hẹn các bạn video sau, nhớ vào Thiên Hà.